ไปข้าวไก่เลยเดี๋ยวbây giờ mọi người cứ phải cạnh tranh nhau 199, 299 gì đó tờ lơ tà la hết, thì đổi lại Thái Phò Rò vẫn bình ổn giá giữa mùa dịch, thấy không? Nhưng mà nói chứ giờ vẫn đang có chương trình giảm cho các bạn thân yêu nha. Và tại sao Thái được tái tạo lên được điều đó, vì lý do là Thái cắt tóc ngắn rất là đẹp và Thái tạo được hàng trăm nhà tạo mẫu cắt như Thái vậy đó, thì có phải là tên Thái Bà Rò cắt tóc ngắn rất là đẹp khi ai nhắc đến Thái Bà Rò là người ta sẽ nói đến tóc ngắn. Thì hôm nay Thái sẽ thay đổi cho người mẫu của chúng ta này, các bạn thấy không ạ? Người mẫu này các bạn thấy rất là quen trong khách hàng của Thái. Khi giữ được một khách hàng vào thời điểm mà 199k nó đang xuất hiện rất nhiều trên thị trường, thì chúng ta phải có một cái gì đó phi thường hơn sự bình thường thì các bạn mới có thể giữ được khách hàng của chúng ta. Còn không, khách hàng của chúng ta nó lướt Facebook và nó thấy quảng cáo đẹp quá, chạy vô làm 199k ôm cái đầu về buồn nha. Rồi ok, bạn thấy sẽ cắt tóc tém cho người mẫu này luôn. Ok đúng không? Giữa thị trường 199k mà ta cùng đó thấy kéo đổi hả? Thử đi, thử cho trường luôn đi. À, cái kéo hàng qua đổi qua hả? Ủa mà thấy hồi nào mà dạ. Vậy là giờ chỉ cầm cái kéo nữa là xong rồi gì? Dạ đúng rồi. Cái kéo thì cái kéo giờ này cái cũ nó được rồi. Ok ok. Cái tay nó đẹp mà. Ok rồi. Về là có một chỗ nữa là Oh.
qua đi mặt đó là cái này là cái gì các bạn muốn được tồn tại thì các đẳng cấp các bạn có một cái gì đó khác với người ta, còn các bạn mà cứ giống với thị trường thì đối với các bạn luôn, khách hàng chúng ta sẽ đi lên đi tới cái nơi mà nó quảng bá 199k hết à. Làm cái gì mà cái thời buổi mà cắt tóc 1.99k rồi tới đó người ta tư vấn lên thành 200-300k, 300-400k thì kêu người ta lừa mình. Từ cái gì chẳng đó mình biết chắc là người ta sẽ như vậy rồi mà mình vẫn cứ vào thì mình đang chấp nhận như vậy mà. Đang nói như vậy. Rồi, thì bây giờ thầy sẽ cắt nha. Đó, cái tóc dễ vậy đó, xong rồi đó.
Chào thời ạ. À. Tươi nhí thời. Tươi nhí. Tươi nhí. Thành công thức phải không? Thành công thức nói cái tươi ra cho một thức. Một thức. Thì có cái câu nào khác không nữa?
thì mẹ có kiến thức đúng không? Nóng quá. Nói mẹ làm mua mình cắt tóc đó là chuẩn mình luôn. Không có gì sai, không bị sai là cái sai lớn nhất là cắt tay trẻ. Biết sao không? Không có thời gian cắt tóc nhiều quá. Nên là mỗi lần cái dài ra nó đâm tóc rồi đi coi. Cứ phải mở lần lần trẻ rồi. Mỗi lần đi là 40 phút. Gì ở đâu? Tên chị Bình Tâm kìa. Trời ơi, sao nhớ đâu mà con ám mà. Không có. Bởi vì em mới đi lâu rồi, nãy kẹt xe nữa em mới đi lâu rồi đó. Chứ nhắn tin ra sao mà em đi liền hả? Nãy sáng nay em vẫn dậy mà. Xong rồi dậy xong trong thử. Mà ổn.
Thank you.
Đây là mỏ bóc mình hoàn thiện được một số phần trăm. Bây giờ Thái sẽ sấy khô. Mỏ bóc này rất dày nha các bạn. Còn rất dày, Thái sẽ sấy khô xong rồi Thái sẽ tỉa cho các bạn xem ha. Và chúng ta hãy một mỏ bóc chúng ta cách thiết kế và trân trọng nó, chứ không phải là các bạn đi cắt tóc mà các bạn kiếm chỗ cắt tóc 50k thì làm sao mà người ta ngồi người ta cắt các bạn cả tiếng đồng hồ được. Mình phải nói cái gì xã hội được người được mình phải được cả chúng sinh chứ, các bạn cứ tính là lợi về các bạn không à. Tính là cắt có 50k thì người ta cắt nhanh là đúng rồi, các bạn cắt 200k thì người ta cắt 1 tiếng, rồi cái 500k ta cắt nửa ngày. Đây cắt tóc tính giờ mà. Rồi lấy cái máy sấy đây. Các bạn thấy mẫu có tươi hơn không? Rồi, cái tóc này của mình là đang xẻ tóc dài. Nó sẽ tán ra đây. Bây giờ cái tóc khi mình cắt đó, nó chưa có ôm hẳn vô, chúng ta phải sấy cho nó đi vô rồi chúng ta được là nó nếp nó mới giữ chắc luôn ha. Đấy, cái này thì cũng thì đi nói đúng không? Một người được mình được chúng sinh. Thank you.
tóc em nhiều lắm. Mình để cái nó quen bếp rồi nó lại chứ mình để thường xuyên tóc đẹp đó, nó không có dày tóc lên á. Chào mọi người luôn.